Doanh nghiệp số 1 thị phần ngành nhựa với lợi nhuận tăng gấp đôi so với cùng kỳ và giá cổ phiếu cũng đã tăng gấp rưỡi so với mức đỉnh lịch sử gần nhất. Vậy đâu là những triển vọng của doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm? Doanh nghiệp mà chúng tôi muốn nói đến ở đây là công ty cổ phần nhựa Bình Minh, mã chứng khoán BMP. TB Buddy, đối tác đầu tư thân thiện, sản phẩm đến từ tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Xin chào quý nhà đầu tư, tôi là Trần Đức Anh, giám đốc kinh tế vĩ mô và tư vấn đầu tư Pram, và đồng hành ngày cùng tôi ngày hôm nay thì có bạn Phạm Thanh Long, chuyên viên phân tích cơ bản. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ hội đầu tư ở mã cổ phiếu BMP và tổng quan một chút về doanh nghiệp. Thì BMP được thành lập vào năm 1977 với nhà máy đầu tiên đặt tại thành phố Hồ Chí Minh với công suất là 50.000 tấn một năm. Đến năm 1999 thì BMP có nhà máy thứ hai đặt tại Bình Dương với công suất là 80.000 tấn. Doanh nghiệp thì được chính thức lên sàn niêm yết HSX với vốn điều lệ ban đầu là 107 tỷ đồng, và đến năm 2018 thì SCIC thoái vốn và đã có doanh nghiệp nước ngoài là Nawa Plastic của Thái Lan đã mua và nắm giữ sở hữu 55% cổ phần của doanh nghiệp. Thì đấy là một vài những cái tổng quan của doanh nghiệp. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý gần đây. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của PMP. Và đầu tiên thì là đầu vào của PMP chủ yếu là hạt nhựa PVC, và chúng tôi đánh giá là có tương quan chặt chẽ với giá dầu thô. Và hiện tại thì 50% nguyên vật liệu đầu vào của PMP được cung cấp bởi TVC Vina, và hiện nay cả TVC Vina và PMP đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn SCG tại Thái Lan. Và điều này sẽ giúp cho PMP ít phải tích trữ nguyên vật liệu đầu vào như các doanh nghiệp cùng ngành khác như là NTP hay là DAG, do là NTP và DAG phải nhập khẩu hoàn toàn từ bên nước ngoài. Và chúng tôi cho rằng thì PMP được trợ giá đầu vào từ tập đoàn SCG sẽ giúp cho PMP hạn chế được rủi ro từ việc chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, và điều này sẽ giúp cho biên lợi nhuận gộp của PMP được mở rộng hơn trong tương lai. Và như tôi đã nói ở đầu video thì hiện tại PVC hạt có độ tương quan chặt chẽ với giá dầu Brent vì hạt nhựa là sản phẩm hóa dầu, do vậy hạt nhựa nhìn chung sẽ có tương biến tương đồng với giá dầu thô, và khí thiên nhiên chiếm khoảng 70% chi phí sản xuất hạt nhựa. Và trong bối cảnh là giá dầu thô đã giảm mạnh khiến cho áp lực nguyên vật liệu đầu vào của các ngành doanh nghiệp sản xuất ống nhựa có xu hướng giảm dần, điều này sẽ giúp cho PMP giảm đi được cái áp lực từ nguyên vật liệu đầu vào tăng quá cao. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào thị phần của PMP thì luôn ở mức cao, và hiện nay thì PMP đang sở hữu 4 nhà máy với công suất lớn, và hiện tại thì PMP đang sở hữu 4 nhà máy với công suất thiết kế là 150.000 tấn trên một năm, trong đó thì trong đó ống nhựa UPVC chiếm khoảng 83% công suất thiết kế, và hiện nay thì PMP đang sở hữu 3 nhà máy tại miền Nam với công suất đạt 110 tấn trên một năm và chiếm 73% công suất thiết kế lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên thì PMP thì hiện tại cũng phải cạnh tranh các trực tiếp với HSG khi đây là doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn thứ hai tại miền Nam với công suất thiết kế đạt mức là 97.800 tấn trên một năm và tập trung chủ yếu vào dòng sản phẩm là UPVC. Và hiện tại thì PMP không xây dựng nhà máy tại khu vực miền Trung và thâm nhập thị trường này thông qua công ty liên kết là nhựa Đà Nẵng DPC, tổng kho của PMP, và chịu trách nhiệm phân phối ống nhựa của PMP cho miền Trung và Tây Nguyên. Và hiện tại thị phần của PMP như doanh nghiệp cung cấp là tương đối lớn, khoảng 28% toàn quốc và 46% là ở miền Nam. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào đầu ra, thì chúng tôi đánh giá là đầu ra ở thời điểm hiện tại thì chưa thể hồi phục hoàn toàn trong năm 2023 này. Do đa phần là các sản phẩm đầu ra của PMP chủ yếu là ống nhựa dân dụng và phục vụ cho mục đích là bất động sản dân dụng và tiêu dùng. Do vậy thì sản lượng đầu ra của PMP thì phụ thuộc rất nhiều vào thị trường bất động sản. Nhưng trong video này thì chúng tôi chỉ đánh giá trong thị trường bất động sản thôi. Và về thị trường bất động sản thì trong 3 năm gần đây, nguồn cung mới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã giảm mạnh hơn 40% cho đến 50% so với năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2023 này, nguồn cung mới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã giảm lần lượt là 89% và 91% so với cùng kỳ. Nguồn cung hiện hữu chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai nhiều năm trước, và chúng tôi đánh giá thị trường bất động sản vẫn chưa có khả năng hồi phục từ mạnh mẽ từ giờ đến cuối năm 2023, mặc dù đã có những chính sách nới lỏng thị trường bất động sản. Và nguồn cung căn hộ mới trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023 là rất là yếu, và tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là cao điểm đáo hạn trái phiếu của ngành bất động sản, thể hiện các rủi ro vẫn còn cao trong năm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào là PMP gặp khó khăn trong việc chuyển giá nguyên vật liệu đầu vào sang cho giá đầu ra. Và do thị trường ống nước là thị trường cạnh tranh cao, do vậy PMP gặp khó khăn rất nhiều trong việc chuyển giá nguyên vật liệu đầu vào sang cho khách hàng khi giá hạt nhựa PVC tăng cao. Điển hình như quý 4 năm 2020, giá PVC tăng cao khoảng 2 lần so với nền thấp trước đó, nhưng doanh nghiệp khá thận trọng nên không tăng giá bán quá cao, khiến cho biên lợi nhuận gộp giảm sâu từ mức 32% từ quý 3 2020 xuống mức 22% vào quý 4 năm 2020. Và
điển hình như năm 2021, PMP cũng tăng giá bán lên mức bình quân là 49,2 triệu đồng trên một tấn, tăng 16% so với cùng kỳ. Nhưng mà do giá hạt nhựa PVC tăng quá cao khiến cho giá nguyên vật liệu, giá đầu ra không thể bù đắp được cho giá nguyên vật liệu đầu vào, khiến cho biên lợi nhuận gộp của năm 2021 chỉ đạt mức là 15%. Và trong 6 tháng đầu năm 2023 này thì biên lợi nhuận gộp của PMP đã có sự cải thiện rất là đáng kể, là tăng tương đối rất, chúng tôi đánh giá đây là mức tăng lịch sử trong giai đoạn từ năm 2018 cho đến giai đoạn 2023. Và chúng tôi đánh giá có hai nguyên nhân chính. Đầu tiên là do PMP vẫn chưa điều chỉnh được giá đầu ra, dao động quanh mức là 59,2 triệu đồng trên một tấn, và chi phí nguyên vật liệu đầu vào là giá hạt nhựa PVC đã giảm rất là sâu, khoảng 30% so với mức trung bình năm 2020. Và chúng tôi kỳ vọng là từ giờ đến cuối năm 2023 thì PMP sẽ điều chỉnh giá bán bình quân so với giai đoạn 2022 khoảng 5%, tuy nhiên không quá đáng kể do giá đầu ra có độ trễ so với giá PVC đầu vào khoảng một quý, trong bối cảnh hiện tại là giá PVC bình quân đã giảm khoảng 30% so với bình quân cả năm 2022. Vâng, như vậy là có thể nói là đối với cả hoạt động của BMP thì chúng ta cũng thấy là cái giá đầu ra thì sẽ phụ thuộc vào thị trường bất động sản. Và trong cái bối cảnh là thị trường bất động sản Việt Nam chúng ta đang có những cái dấu hiệu suy yếu trong năm 2023 thì có lẽ là cái sản lượng của BMP sẽ không thực sự quá là tích cực. Tuy nhiên là cái điểm sáng ở doanh nghiệp là chúng ta cũng biết là giá đầu vào của BMP chủ yếu là hạt nhựa PVC thì lại có diễn biến tương đồng với giá dầu thế giới. Và như chúng ta đã biết là giá dầu đã giảm rất mạnh từ đỉnh đâu đó khoảng 140 đô la Mỹ một thùng thì xuống hiện tại đã quanh 80 đô la Mỹ một thùng, và theo đó thì giá đầu vào của BMP thì cũng đã giảm rất là mạnh. Và với cái đặc thù của ngành nhựa thì cái diễn biến giảm của cái diễn biến của giá đầu ra thì bao giờ cũng có cái độ trễ so với giá đầu vào. Do vậy là nhìn chung thì cái giá đầu ra của BMP vẫn đang ở mức cao, nên có lẽ là cái kết quả kinh doanh quý 2 của BMP sẽ tương đối là tích cực. Nếu mà chúng ta nhìn từ cái góc độ đấy thì Long có thể đánh giá thêm về những cái thành quả mà BMP đã đạt được trong quý 2 năm 2023. Vâng, thì chúng ta cùng điểm qua lại kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 của PMP. Và tổng mức doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của PMP đạt mức là 2.776 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp trong 2 quý đầu năm đạt mức là 39% và 43%. Chúng tôi đánh giá đây là mức biên lợi nhuận gộp cao nhất lịch sử. Và hiện tại thì do là giá hạt nhựa PVC trong bình quân cả năm 2023 đã giảm khoảng 30% so với giá hạt nhựa bình quân năm 2022. Thêm vào đó thì giá nguyên vật liệu đầu ra trong 6 tháng đầu năm này thì PMP vẫn chưa có sự điều chỉnh so với mức bình quân của năm 2022. Và trong nghị quyết đại hội cổ đông thì PMP cũng luôn tự tin với chất lượng sản phẩm của mình, luôn vượt trội hơn các sản phẩm của đối thủ khác, do sản phẩm hiện tại của PMP hiện tại là không trừ chi. Và điều này sẽ giúp cho chất lượng sản phẩm của PMP luôn được vượt trội hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành và cải thiện được uy tín của PMP. Và cũng trong nghị quyết đại hội cổ đông năm 2023 thì PMP cũng công bố rằng là ngành sản xuất ống nhựa có mối quan hệ mật thiết với chỉ số GDP. Thì tôi muốn hỏi Nước Anh một chút là anh đánh giá gì về chỉ số GDP trong năm 2023 này và cuối năm 2023 này? Vâng, chúng ta có thể thấy là trong nghị quyết đại hội cổ đông thì doanh nghiệp thì cũng nói là cái triển vọng tiêu thụ nhựa thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào tăng trưởng GDP. Và nhìn chung thì các cái tổ chức cũng như là KBSV thì cũng đánh giá là tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay nhìn khả năng thì sẽ ở mức tương đối là thấp nếu mà so với lịch sử đâu đó khoảng tầm 5%. Tức là 6 tháng đầu năm thì chúng ta tăng trưởng khoảng 3,7%, và kỳ vọng trong 6 tháng cuối năm thì sẽ có một số những cái dấu hiệu hồi phục tích cực. Tuy nhiên là cũng chỉ đạt được khoảng bình quân cả năm khoảng 5% thôi. Bởi vì thứ nhất là cái nhu cầu tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang tương đối là yếu, khiến cho là cái lĩnh vực chế biến chế tạo của chúng ta thì đang ở cái mức tăng trưởng thì rất là thấp ở trong năm nay. Trong khi đó thì cái nhu cầu tiêu thụ nội địa cũng như là thị trường bất động sản thì khá là gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cũng biết là thị trường bất động sản phát triển tương đối nóng trong năm 2020 và 2021. Tuy nhiên là bước sang năm 2022, kết hợp của những cái sự đổ vỡ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng như là mặt bằng lãi suất tăng ở mức rất là cao thì đã khiến cho thị trường bất động sản gần như là đóng băng ở thời điểm hiện tại. Và mặc dù là chúng tôi cũng kỳ vọng là có nhờ những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ và ngân hàng nhà nước thì thị trường bất động sản có thể bắt đầu có cái dấu hiệu ấm trở lại trong các quý cuối năm, nhưng có lẽ phải sang đến năm 2024 thì cái sự hồi phục mới thực sự là rõ nét để có thể tác động tích cực lên BMP. Cho nên là đối với cả năm 2023 hoặc là nửa cuối của 2023 thì chúng tôi cho rằng là cái sản lượng của BMP nhìn chung sẽ có cái sự sụt giảm so với năm 2022 do chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi cái diễn biến tăng chậm của GDP cũng như là sự ảm đạm của thị trường bất động sản. Như vậy là chúng ta dự báo là sản lượng BMP trong năm 2023 sẽ dù giảm đâu đó khoảng 5%, đúng không Long? Vâng. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi đến cái phần quan trọng nhất là cái luận điểm đầu tư. Liệu đâu là những cái yếu tố mà chúng ta có thể kỳ vọng ở BMP
trong thời gian tới để chúng ta có thể đầu tư? Dạ vâng. Về luận điểm đầu tư thì đầu tiên thì chúng tôi có đưa ra là kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của PMP được mở rộng hơn nhờ vào giá ống nhựa ở mức cao và giá hạt nhựa đầu vào giảm. Và biên lợi nhuận gộp của PMP trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt mức cao nhất trong giai đoạn trước so với các giai đoạn trước nhờ vào giá bán ống nhựa cao khoảng 59 triệu đồng trên 1 tấn sau khi PMP tăng giá bán bình quân khoảng 40% so với giai đoạn trước. Trong khi đó thì trong khi đó thì sau khi đạt đỉnh từ quý 1 2022, giá hạt nhựa PVC đã giảm tương đối đáng kể về mức nền cũ, dao động quanh mức là 860 USD trên 1 tấn và chúng tôi kỳ vọng là giá như hạt nhựa bình quân trong năm 2023 này sẽ kỳ vọng đạt mức là 780 đô trên 1 tấn trong bối cảnh là giá dầu thô trên thế giới đang có xu hướng giảm rất là mạnh và chúng tôi cho rằng thì giá ống nhựa PMP sẽ có xu hướng giảm 5% do thứ nhất là thị trường bất động sản trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi trong 6 tháng cuối năm 2023, nguồn cung ít cộng thêm việc là sức cầu của nền kinh tế vẫn còn yếu. Thứ hai là giá bán ống nhựa thường có độ trễ khoảng 1 quý so với chi phí hạt nhựa cộng thêm mục tiêu mở rộng thị trường thêm thị phần của PMP thì ở tại khu vực miền Nam cũng như là cả nước nên việc cạnh tranh về giá là một yếu tố rất là quan trọng. Theo đó thì biên lợi nhuận gộp PMP thì chúng tôi kỳ vọng trong 6 tháng cuối năm 2023 này sẽ có xu hướng là giảm so với mức đầu năm 2023 nhưng vẫn là mức nền cao so với giai đoạn trước. Chúng tôi kỳ vọng là biên lợi nhuận gộp của cả năm 2023 của PMP đạt khoảng là 38%, tăng 10% so với giai đoạn tháng năm 2022. Tiếp theo là chúng ta cùng đi vào là đòn bẩy tài chính của PMP luôn luôn thấp và tỷ lệ chi trả cổ tức hấp dẫn. Và chúng ta cũng biết được là thì cơ cấu của vốn của PMP thể hiện mức độ rủi ro thấp với tỷ lệ tổng nợ vay trên tổng vốn chủ sở hữu luôn quanh mức thấp khoảng 2%, thấp hơn rất nhiều so với trung bình các doanh nghiệp cùng ngành như là NTP, DAG. Và so với các doanh nghiệp cùng ngành thì PMP hiện tại không phải sử dụng vốn vay dài hạn để tài trợ cho việc gia tăng công suất, ví dụ như mở rộng công suất nhà máy tại Long An mà đa phần PMP sử dụng là vốn tự có. Và chúng tôi đánh giá là PMP hiện tại rất an toàn với tỷ lệ nợ rất nhỏ trong cơ cấu của PMP và đa phần là vay ngắn hạn. Và PMP là doanh nghiệp có chính sách trả cổ tức rõ ràng do doanh nghiệp là chưa có kế hoạch nhiều để mở rộng nhà máy. Trong 4 năm gần nhất thì doanh nghiệp đang chi trả cổ tức là khoảng 99% trên lợi nhuận sau thuế, tương đương với gần 60% vốn chủ sở hữu. Và PMP hiện tại là doanh nghiệp có mức chi trả cổ phiếu cao nhất trong toàn ngành. Và với việc mở rộng, biên lợi nhuận gộp sẽ là động lực chính cho PMP chi trả cổ tức cao trong năm 2023 này. Vâng, như vậy là chúng ta có hai cái luận điểm đầu tư chính ở PMP. Thứ nhất là chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng là sau khi đạt được những cái sự tăng trưởng rất là mạnh trong 6 tháng đầu năm thì cái tăng trưởng vẫn sẽ tiếp tục được duy trì trong 6 tháng cuối năm. Mặc dù là sản lượng của PMP thì có cái sự sụt giảm nhất định do bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản tương đối là ảm đạm và giá đầu ra thì mặc dù có độ trễ nhưng mà khả năng là sẽ tiếp tục giảm cái xu hướng giảm. Nhưng mà PMP được hưởng lợi mạnh mẽ từ cái diễn biến giảm sâu của giá đầu vào, tức là giá hạt nhựa PVC. Qua đó thì cái biên lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm thì mặc dù thu hẹp một chút, tức là giảm từ 40% trong 6 tháng đầu năm xuống còn 38% trong 6 tháng cuối năm, nhưng mà vẫn cao hơn hẳn so với cùng kỳ là đâu đó khoảng hơn 10%. Dạ vâng. Thì như vậy là chúng ta vẫn kỳ vọng kết quả kinh doanh PMP sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Và cái luận điểm thứ hai thì đến từ việc là PMP có một cái cơ cấu tài chính hết sức là lành mạnh, do doanh nghiệp gần như không có nợ vay dài hạn, không có nợ vay tài chính và những cái vay nợ ngắn hạn thì chiếm một cái tỷ trọng rất là nhỏ trong tổng tài sản và PMP thì cũng có cái chính sách chi trả cổ tức rất là hấp dẫn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự phóng cũng như là định giá cổ phiếu. Dạ vâng, về phần dự phóng và định giá cổ phiếu thì chúng tôi ước tính doanh thu của PMP trong năm 2023 đặt mức là 5.200 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đặt mức là 1.006 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đặt mức 38% so với mức 28% của năm 2022. Thứ nhất là đến từ những nguyên nhân sau. Thứ nhất là chi phí nguyên vật liệu đầu vào kỳ vọng sẽ suy giảm về mức là 780 đô trên 1 tấn, giảm 30% so với cùng kỳ. Thứ hai là sản lượng đầu vào quanh mức là 93.000 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ do là chưa có sự hồi phục từ thị trường bất động sản. Thứ ba là giá bán bình quân ống nhựa của PMP đạt mức là 50
55,91 triệu đồng trên một tấn, giảm 5% so với cùng kỳ do giá ống nhựa có độ trễ so với giá hàn nhựa PVC. Theo kết quả giả định theo phương pháp DCF với giả định là chi phí vốn chủ sở hữu đạt mức 11,2%, hệ số beta là 0,79, phần bù rủi ro là 10,77. WACC chúng tôi dự phóng ra là 10,95% theo 3 phương pháp FCFF và FCFE và PG&E với mức giá mục tiêu là 102,571 đồng trên một cổ phiếu, tăng 5% so với mức giá ngày 7 tháng 7 năm 2023. Vâng, như vậy là với những cái giả định của chúng tôi thì BMP nhìn chung là sẽ có cái sự sụt giảm nhẹ về doanh thu. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là chúng ta cũng đánh giá là cái thị trường bất động sản của Việt Nam trong năm 2023 thì nhìn chung là vẫn tương đối ảm đạm. Tuy nhiên là với là cái diễn biến giảm của giá nguyên liệu đầu vào giúp cho BMP được cải thiện mạnh về biên lợi nhuận gộp, qua đó thì chúng tôi vẫn dự phóng là lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2023 sẽ tăng trưởng đâu đó khoảng tầm 45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên với những cái mô hình định giá thì chúng tôi cho rằng là cái vùng giá hiện tại của BMP thì cũng tương đối là hợp lý rồi, tức là sau khi đã trải qua một cái nhịp tăng rất là mạnh thì giá cổ phiếu thì đã phản ánh những cái diễn biến tích cực của cải thiện bên lợi nhuận cũng như là tăng trưởng trong cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với những kỳ vọng tiếp theo của BMP thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ thêm những cái câu chuyện tích cực hơn ở phía cầu, tức là khi mà thị trường bất động sản có những cái dấu hiệu hồi phục rõ nét nhờ những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ và ngân hàng nhà nước, cũng như là GDP của chúng ta quay trở lại cái mức tăng trưởng cao bình quân đâu đó khoảng 6-6,5% thì BMP sẽ có những cái động lực mới để tiếp tục tăng trưởng về giá. Còn ở thời điểm hiện tại, sau một cái nhịp tăng rất là mạnh thì chúng tôi cho rằng là cái cơ hội đầu tư ở BMP hiện tại thì nó sẽ thiên vào đầu tư dài hạn hơn, với một cái doanh nghiệp vị thế đầu ngành và cái triển vọng tăng trưởng dài hạn vẫn tương đối là tích cực. Còn trong ngắn và trung hạn thì cái vùng giá hiện tại thì tiềm ẩn tương đối là nhiều rủi ro. Vừa rồi thì chúng tôi đã đánh giá tổng quan về doanh nghiệp BMP, doanh nghiệp có thị phần số 1 ngành nhựa của Việt Nam. Một doanh nghiệp thì cũng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư với cái diễn biến tăng giá mạnh mẽ, và nó đã phản ánh những cái tăng trưởng trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu mà nhà đầu tư có những cái câu hỏi nào về BMP cũng như là các cái doanh nghiệp khác trong ngành nhựa thì xin hãy để lại comment trong phần bình luận để chúng tôi có thể trả lời chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.